Chào các bác, trên tay mình đang là chiếc Grand Seiko SBGH273 2bit 36.000. Chiếc này thuộc bộ 4 mùa dành riêng cho thị trường bên Mỹ. Và như chúng ta đã biết rằng có lẽ là cái bộ 4 mùa này là Seiko đã lấy lòng người Mỹ khi mà những cái mẫu không phải limited mà lại đẹp như một chiếc limited, thậm chí là đẹp hơn nhiều chiếc limited khác. Máy 2 bit này, kim châm mượt này, cây form 62 cực kỳ đẹp này, cực kỳ sắc nét này. Các bác có thể nhìn nó như một thanh kiếm vậy. Kỹ thuật đánh bóng thủ công Yasu của Grand Seiko nó thể hiện cực kỳ tốt ở những cái cây form như thế này. Các bác có thể thấy các cạnh của nó cực kỳ sắc nét như dao luôn. Chiếc này mình đã từng về khá nhiều. Trong cái bộ 4 mùa thì có em mùa thu này và em xanh lá mùa hè này, là hai mẫu mà các bác rất là chuộng và mình đã về nhiều rồi. Nhưng mà hôm nay mình mới trên tay, không hiểu sao, bởi vì có lẽ là cái ấn tượng của mình là khi mà quay clip ấy, cái màu nó hơi nhạt. Chiếc này đó, đây là mình đang để trong ánh đèn vào trong nhà này, nên là cái màu của nó, các bác có thể thấy là nó rất là đẹp đây. Nhưng mà thông thường ấy thì chúng ta sẽ hơi thất vọng một chút khi mà cái màu ở thực tế nó nhạt hơn, và nó cái sắc độ của nó thay đổi rất là nhiều, từ nhạt đến đậm, rất ảo luôn. Không phải lúc nào nó cũng lên tia và nó cũng đậm như thế này. Có lúc nó nhạt nhạt, có lúc nó đậm đậm, và có lúc nó chả nhìn thấy cái vân gì. Theo như nhà sản xuất Seiko thì cái bản mùa thu này nó thể hiện cái màu dark blue này, nó thể hiện là một cái đêm trăng mùa thu sau cơn mưa. Nghe thì rất là lãng mạn, còn mình thì tưởng tượng thế nào cũng được các bạn, miễn là nó đẹp thôi. Kim vàng và logo GS vàng nổi bật trên cái nền xanh. Kim cọc của Grand Seiko thì đã trở thành huyền thoại, và mình đã nói rất nhiều ở các clip khác, chúng ta đã biết rồi. Cái mặt vân sớ dọc này mình cũng không rõ là nó mô tả về một cái gì, nhưng mà nhìn nó rất hay và mang cái tính chất nó không theo một cái sự sắp đặt gì nó cụ thể. Nó khá là tính chất, nhìn nó rất là kiểu thủ công, hay ho. Mình sẽ zoom kỹ hơn với cái mặt này. Đó, các bác có thể thấy là cái sắc độ nó thay đổi rất nhiều luôn. Đằng sau chúng ta có bộ máy 9S85 2bit 36.000, lỗ máy. Máy thì finish khá là đẹp, nhưng mà đã bị con sư tử thì nó che mất một phần. Grand Seiko muốn thể hiện rằng đây là một cái bản gì đó nó có cái sự đặc biệt, nên là họ đã in cái logo con sư tử này lên. Rất nhiều mẫu họ in cái kiểu này, mình thì mình không thích cái kiểu này lắm. Bộ 4 mùa này thì hiện tại là trước đây giờ thì cả bên Mỹ và bên Việt Nam thì chúng ta đã về rất là nhiều, và theo những thông tin thì có lẽ là hết năm nay thì họ sẽ dừng sản xuất cái bộ này. Và như vậy thì sau khi dừng thì mình nghĩ là cái bộ này nó sẽ rất là giữ giá, thậm chí là giá nó sẽ còn sẽ lên nữa. Nó sẽ thực sự đẹp ở trong cái tầm giá hiện tại. Giá retail là khoảng 6.300 đô, và giá về tay các bác thì tốt hơn khá là nhiều. Nó bên mình thì bán khoảng đâu đó 130 triệu hàng new.
cây form 62 này, size 40. Và cái form 62 này nó có một cái điều rất đặc biệt, đấy là chính là cái phần kính vòm này, kính sapphire vòm này, nó thay luôn cho phần benzen. Chúng ta thấy rằng nó không hề có phần benzen thép bo xung quanh, mà nó chỉ là một cái phần kính kính sapphire hộp đây, nó đặt đặt lên. Cái kiểu thiết kế này nó vừa mang tính gợi cái nét rất là cổ điển vintage, và thứ hai nữa là nó làm cho cái chống xước nó sẽ tốt hơn nhiều. Tại vì sao? Bởi vì các thông thường ở các dòng khác ấy, thì cái phần hay bị xước nhất chính là phần benzen thép. Đây chúng ta không có phần benzen và rõ ràng là không có thì sẽ không xước. Dáng 62 lên tay cực đẹp, kể cả cái tay bé lẫn tay to. Cùng với form 44GS thì cái form 62GS này là một trong những cái form mà mang nét đặc trưng cực kỳ lớn, khó có thể trộn lẫn được của Grand Seiko. Đều là những cái form mà các bác rất là phải ưa chuộng. Tuyệt đẹp ạ. Ok các bác, mình đã vừa cùng với các bác review chiếc SBGH273 bản mùa thu trong bộ 4 mùa dành riêng cho thị trường Mỹ. Nếu các bác thấy hay thì hãy cho clip của mình một like, share hoặc là subscribe kênh YouTube của mình. Cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bác ở các clip tiếp theo ạ.